Lịch sử không chỉ là những con số khô khan, những sự kiện hàng năm được nhắc đến, mà còn ẩn chứa trong nó vô vàn những câu chuyện kỳ bí, những điều bí mật chưa từng được tiết lộ. Chào mừng các bạn đã đến với Bí ẩn lịch sử, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều đã bị che giấu. Kể từ khi lăng mộ của vua Tutankhamun được khai quật, dòng chữ trên lăng mộ với nội dung "Cái chết sẽ ập đến nhanh chóng với những kẻ dám quấy rầy nơi yên nghỉ của vua" bắt đầu được lan truyền như một lời nguyền. Từ giữa thế kỷ 20, nhiều học giả và tài liệu cho rằng lời nguyền là có thật sau khi hàng loạt những cái chết bí ẩn, những sự kiện khủng khiếp xảy ra được cho là có liên quan đến việc khám phá hầm mộ của vua Tutankhamun. Lord Carnarvon là con trai duy nhất của Henry Herbert, một nhà chính trị gia nổi tiếng và là vị bá tước đời thứ 5 của Carnarvon. Vào năm 1903, bá tước Carnarvon tới Ai Cập để nghỉ ngơi và trị bệnh. Thế nhưng nền khoa học Ai Cập và khám phá kho tàng văn minh Ai Cập đã hấp dẫn ông. Ông đã chuyển đến một khách sạn ở Luxor để tiến hành khai quật cổ vật Ai Cập. Ông đã thực hiện chiến dịch khai quật cổ vật một mình nhưng không thể tìm ra bất cứ điều gì. Bạn của ông tư vấn rằng ông nên tham khảo ý kiến của các nhà khoa học Ai Cập nổi tiếng. Năm 1907, tại Luxor, Carnarvon đã gặp Howard Carter, một nhà khảo cổ học, và hai bên quyết định hợp tác. Ngài bá tước và nhà khảo cổ học nuôi tham vọng khám phá mộ của một trong những vị vua Pharaoh, nhưng họ không thể vào thung lũng các vị vua. Bởi lẽ, vào thời điểm đó, chỉ có ông David, luật sư và nhà thám hiểm người Mỹ là người duy nhất có quyền được thám hiểm thung lũng. Đặc quyền này là giấy phép được cấp bởi cơ quan cổ vật Ai Cập. Nhưng sức khỏe của ông David dần xấu đi. 3 tháng trước khi qua đời, vào ngày 23 tháng 2 năm 1915, ông quyết định từ bỏ và nhượng quyền thăm dò trong thung lũng các vị vua. Điều này đã tạo cơ hội cho bá tước Carnarvon và nhà khảo cổ học Carter có thể thăm dò và tìm kiếm bên trong thung lũng. Cuộc tìm kiếm ngày càng rơi vào bế tắc. Suốt 5 năm miệt mài đào xới, Carter luôn trở về với cái lắc đầu và con số không tròn chỉnh. Ngài bá tước cũng vô cùng chán nản do chi tiêu tăng nhưng không thu được kết quả. Năm 1922, bá tước Carnarvon muốn ông Carter về Anh, yêu cầu hủy bỏ cuộc tìm kiếm và bày tỏ nỗi thất vọng ghê gớm vì số tiền khổng lồ đã bỏ ra, nhưng Carter đã thuyết phục ông tài trợ cho cuộc khai quật vào cuối năm. Ngày 1 tháng 11 năm 1922, ông Carter bắt đầu cuộc tìm kiếm cuối cùng với một con chim hoàng yến. Ông hy vọng giác quan thứ 6 của loài chim này sẽ tìm tới được nơi xác ướp của vua Tutankhamun. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ 3 ngày sau đó, tức là ngày 4 tháng 11 năm 1922, một người trong đoàn của ông Carter phát hiện các bậc thang đào sâu trong lòng đất. Những bậc thang này đã bị lấp đầy bằng đất đá. Sau khi đào xuống, họ tìm thấy 15 bậc thang nữa dẫn tới một cánh cửa cổ đại bị niêm phong kín. Trên cửa để tên Tutankhamun. Từ Cairo, ông Carnarvon và con gái của mình đến thung lũng vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 11 năm 1922. Khi đến nơi, họ được đưa tới thung lũng của các vị vua để tiếp tục làm việc với nhóm thợ đào. Sau khi đẩy cánh cửa lăng mộ ra, nhóm khảo cổ bị sốc khi thấy vàng, vô số báu vật bằng vàng bạc và những chiếc quan tài tinh xảo. Họ cũng khám phá ra chiếc quách đá chứa quan tài bằng vàng khối đựng xác ướp vua Tutankhamun. Phía trên quan tài có một tấm bia đất sét với dòng chữ: "Dù là ai, nếu đã làm phiền đến giấc ngủ của hoàng đế Tutankhamun thì sẽ phải chết." Bất chấp lời cảnh báo, Carter và các cộng sự vẫn quyết tâm đào mộ để cho nhân loại những câu trả lời chính xác nhất về thế giới cổ xưa. Nhưng cũng có thông tin cho rằng chính Carter đã che đi dòng chữ cảnh báo kia để các đồng nghiệp và công nhân đào bới không bị uy hiếp tinh thần mà tập trung làm việc. Một vài tháng sau khi hầm mộ được mở, thảm kịch bắt đầu giáng xuống. Bá tước Carnarvon quyết định đi đến Aswan để nghỉ ngơi sau nhiều năm nghiên cứu và khám phá và suy nghĩ về tương lai của kho báu độc nhất vô nhị này. Thế nhưng một sự cố xảy đến. Sau khi bị côn trùng cắn, ông bị viêm phổi nghiêm trọng. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1923, ông đã yêu cầu con gái đưa ông đến Cairo để điều trị, nhưng bệnh viện không giúp bệnh tình ông khá hơn. Gia đình đã cố gắng chuyển ông đến Anh. Tuy nhiên, ông đã qua đời vào sáng sớm ngày 5 tháng 4 năm 1923. Một điều lạ là khi bá tước Carnarvon qua đời, toàn thành phố Cairo mất điện. Tại quê nhà nước Anh, con chó cưng của ông cũng tru lên những tiếng kêu cuối cùng và chết đột ngột. Lạ lùng hơn nữa là khi xác ướp
của pharaoh Tutankhamun được mở ra vào năm 1925, người ta tìm thấy một vết thương trên má trái của xác ướp, đúng vị trí mà côn trùng cắn lên má Khufu. Vết cắn khiến vị bá tước này thiệt mạng. Người ta băn khoăn có phải lời nguyền của Tutankhamun đã ứng lên người ông. Không dừng lại ở đó, tất cả những ai bước vào ngôi mộ vào thời khắc nó được mở ra đều chịu kết cục bi thảm. Người tiếp theo hứng chịu lời nguyền pharaoh là Aubrey Herbert, người em trai cùng cha khác mẹ với bá tước Khufu, chết do nhiễm trùng máu. Sau đó là cái chết của Wub Joe, nhà triệu phú người Nam Phi, bị sát hại khoảng vài tháng sau khi ghé thăm lăng mộ, rồi đến nhà tài phiệt George Jaywood, qua đời do một cơn sốt khoảng 6 tháng cũng sau chuyến ghé thăm lăng mộ. Các trường hợp tử vong khác bị quy cho lời nguyền lăng mộ bao gồm của một bác sĩ phụ trách chụp X-quang xác ướp pharaoh đã qua đời do một căn bệnh bí ẩn. Shirley Stack, toàn quyền Sudan, bị ám sát khi đang lái xe qua Cairo. Và Mays, một thành viên trong nhóm khai quật lăng mộ, đã qua đời do nhiễm độc arsen. Kế theo đó là thư ký riêng của Carter bị phát hiện chết ngạt trên giường, còn cha của vị thư ký này thì nhảy lầu từ căn hộ tại tầng thứ 7. Ly kỳ hơn là trường hợp của Evelyn White, người chuyên nghiên cứu về lịch sử Ai Cập, đồng thời là một trong số những người đầu tiên có mặt tại lăng mộ Tutankhamun, đã treo cổ năm 1924. Ông để lại một ghi chú viết bằng máu nói rằng: "Tôi chịu thua lời nguyền, buộc tôi biến mất mãi mãi." Và cuối cùng là Howard Carter, người trực tiếp mở cửa lăng mộ, qua đời hơn một thập kỷ sau đó, vào ngày 2 tháng 3 năm 1939. Ngoài cái chết kỳ lạ của các thành viên đoàn khảo cổ, còn có một người phụ trách bảo tàng Cairo ở Ai Cập. Ông không quan tâm đến lời nguyền của pharaoh và tuyên bố rằng mình đã gắn bó cả đời với các ngôi mộ ở Ai Cập, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng chưa đầy 4 tuần sau khi nói câu này, ông đã chết vì một cơn đau tim. Năm 1972, kho báu trong lăng mộ Tutankhamun được chuyển tới London để trưng bày tại Bảo tàng Anh. Tiến sĩ Gammon Merritt, giám đốc ban di sản, đã cười nhạo lời nguyền khi nói rằng tất cả những cái chết và bất hạnh trong suốt các thập kỷ qua đều chỉ là kết quả của sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông đã qua đời vào cái đêm sau khi giám sát việc đóng gói các di vật được chuyển tới bảo tàng. Sau đó có nhiều trường hợp tử vong, chấn thương, điều không may và thảm họa đã xảy đến với các thành viên phi hành đoàn chiếc máy bay chuyên chở những cổ vật này. Ken Parkinson, một kỹ sư hàng không đã lên cơn đau tim hàng năm vào đúng thời điểm chuyến bay chở kho báu đến Anh vào năm nọ. Ông đã liên tiếp bị những cơn đau tim định kỳ như vậy cho đến một lần chí tử vào năm 1978. Hàng loạt những thảm kịch trên có thực sự là lời nguyền linh ứng hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Và đó là sự kiện của ngày hôm nay. Nếu bạn có bất cứ tư liệu hay lý giải nào cho sự kiện này thì hãy comment xuống bên dưới và chia sẻ với chúng tôi. Và đừng quên follow kênh để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử còn nhiều điều bí ẩn đang chờ chúng ta khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại!